Ở sau năm 2024 này thì phải nói thật với anh em là buôn bán sticker cực kỳ khó khăn luôn anh em ạ. Bây giờ ấy, giày dép nó xuống giá kinh khủng. Nhiều khi là nhập 3 triệu nhưng mà ngày hôm sau ngay chính hãng giày họ giảm xuống 1,5 triệu là chuyện bình thường và bên mình phải chịu lỗ. Và đây, một đôi giày mà cũng minh chứng cho anh em về một cái sự xuống giá quá kinh khủng khiếp. Đây là đôi Jordan 1 Paris, Low Paris anh em nhá. Đôi này thì ngày trước ấy, giá của nó hype lên đến khoảng 15-20 triệu. Bây giờ anh em search Google cũng ra tầm giá đấy luôn. Thế nhưng mà thật sự là Nike họ mới restock. Và đôi này bây giờ giá nó down kinh khủng. Nó xuống chỉ còn khoảng 3,3 triệu mà thôi anh em ạ. Vâng, khi mà giá xuống như này thì thật sự là tin không vui đối với các shop như là The Farm Monkey. Thế nhưng mà nó là sự tuyệt vời đối với anh em. Phải nói là như thế, 3,3 triệu cho một cái đôi giày tuyệt vời, đẹp như thế này. Một cái chất liệu, một cái form dáng, mọi thứ tuyệt vời luôn. Mình sẽ cùng nhau chia sẻ nhá. Đầu tiên ấy, cái đôi giày này trên upper chúng ta thấy rằng là cái chất liệu nhìn nó rất là nét. Ở đây nó sẽ là sự phối hợp giữa da lộn, da và vải mesh. Và đặc biệt ấy, là trong da lộn nó lại có hai kiểu da lộn khác nhau và trong da nó cũng có hai kiểu da khác nhau. Đấy, nhìn chung cộng lại thì ở đây nó sẽ có tới khoảng 5 kiểu chất liệu phối hợp chồng lớp lên nhau ở trên cái upper đôi giày này. Và điều đó nó tạo ra được một cái sự rất là sống động cho đôi giày. Vì anh em đã biết là kể cả một đôi giày nó có màu gọi là màu đồng nhất từ đầu đến đít đi nữa, thì nếu như những cái chất liệu nó được sử dụng một cách đa dạng thì đôi giày trông nó vẫn rất là sống động, nó vẫn rất là thú vị chứ không bị nhàm chán. Và đôi giày này nó cũng là như vậy. Và những cái chất liệu ở đây thì sao? Ví dụ như là da lộn ở phần mũi giày đây, mình sờ vào chúng ta sẽ cảm thấy có một cái độ thô, một cái độ nhám nhất định. Và cái độ nhám này sờ rất là sướng tay các bạn ạ. Bởi vì khi mà người ta xử lý thô như thế này, chúng ta sẽ có một cái cảm giác rất là thật, rất là real. Khi mà sờ lên tay nó không bị xử lý quá nhiều. Và cái chất da như thế này nó cũng sẽ cực kỳ bền bỉ theo thời gian. Ngoài ra thì những cái như là da thì ở đây cũng là những chất da rất là mềm, rất là êm, sờ sướng tay kinh khủng anh em. Và đây phải nói rằng là một đôi giày nó quá là xứng đáng, những chất liệu nó quá là tuyệt vời trong cái thẩm giá hiện tại chỉ là 3,3 triệu. Nói về màu sắc thì anh em thấy không, màu sắc ở đây chủ đạo nó sẽ là xám kết hợp với trắng. Thế nhưng mà những cái tông trắng, những cái tông sáng thì nó cũng là rất là nhiều các cái tông màu phối hợp với nhau, 5-6 tông màu gì đó, và đôi giày trông cực kỳ hay luôn. Đó, ở đôi này thì đằng sau gót chúng ta sẽ có một cái mảng da lộn nó hơi xanh xanh một tí, nó là xám ngả sang xanh và có một cái logo dập chìm Air Jordan như mọi khi, rất là đẹp. Nó cũng có một cái độ thô thô giống như cả phần đầu mũi giày. À, cực kỳ hay anh em nhá. Và cái chất lượng vải mesh ở đôi giày này, chất lượng vải mesh chúng ta nhìn vào phần xung quanh cổ chân ở đây thì xưa nay vải mesh của Nike mình không đánh giá quá cao, nhưng mà đôi này thì sao? Ở đôi này có lẽ là cái chất vải mesh ở bên ngoài đôi giày nó được sử dụng một cái chất liệu như kiểu là canvas và nó có một cái độ bền cực kỳ cao luôn. Sờ vào nó cũng có một cái độ thô, độ nhám như là những cái phần còn lại của đôi giày, và nó đồng bộ về mặt chất liệu của đôi giày và độ bền của nó rất là ok anh em nhá. Bên trong giày thì cái vải mesh ở đây nó khác, bên trong vải mesh này nó mềm hơn, nó êm hơn và nó rất là thoáng. Ngoài ra nha, bên trong những cái bao bọc xung quanh cổ chân của chúng ta cũng có một cái lớp đệm rất là êm để chúng ta đi lại nó được cực kỳ là thoải mái. Anh em cũng đừng lo là vấn đề bị nóng hay là gì cả, bởi vì đôi này thứ nhất là nó rất là thoáng, vải mesh đây rất là thoáng, và thứ hai là chúng ta cũng chuẩn bị bước sang mùa thu rồi, mùa đông sắp đến rồi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua đã là ngày lập thu anh em nhé, chuẩn bị bước vào mùa lạnh, mùa mát rồi, nên là những cái đôi giày như thế này thì đi sẽ cực kỳ cháy và những cái outfit của anh em sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn. Xuống dưới đế giày thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ đế nó là hai màu trắng khác nhau. Ở cái phần midsole ở đây chúng ta thấy rằng là nó có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là nó có một cái đường chỉ khâu, và cái đường chỉ này màu của nó cũng là một cái tông độ trắng khác so với phần đế, nên là nó tạo ra cảm giác là cái phần chỉ này nhìn nó cực kỳ nổi và nó cũng tạo ra kiểu một cái lớp layer màu sắc cho cái đôi giày này. Và ngoài ra thì bên dưới outsole cũng là một cái tông độ trắng khác và trông nó cũng là một cái lớp layer khác màu trắng này. Màu trắng này thì cực kỳ đẹp rồi, và nhưng mà tất nhiên là đi một thời gian thì nó sẽ nó sẽ có màu đất cát các thứ, nhưng mà chả sao cả, sneaker mà anh em, đi cứ đi thoải mái anh em nhé. Và đặc biệt là cái đôi này bây giờ giá trị nó xuống còn chỉ có 3,3 triệu thôi, thì chúng ta có thể thoải mái đi lại và chơi nó hơn rất là nhiều. Nếu như mà tầm 15-20 triệu
thì thật sự là mua về chỉ dám trưng thôi, nhưng mà 3 triệu thì đi thoải mái luôn anh em ơi. Đó, đó là một vòng về cái đôi Air Jordan 1 Low Paris. Anh em thấy sao? Mình thì mình thấy rằng là phải nói rằng đây là một trong những cái đôi giày Air Jordan 1 đẹp nhất mà mình được review ở trong năm 2024 này. Nó quá đẹp anh em ạ, nó quá đẹp. Yeah, dây giày ở đây cũng là cái dây giày rất là gọi là cao cấp. Cái dây giày mảnh và được may vòng rất là hay luôn. Đôi giày thật sự là cao cấp, thật sự là tuyệt vời để anh em có thể mua, sưu tầm và sử dụng trong thời điểm sắp sửa sang thu này nhá. Ok, và đó là chia sẻ của mình về đôi Air Jordan 1 Paris. Anh em thấy sao? 3.300.000 liệu có đáng mua hay không? Nếu như anh em cảm thấy xứng đáng thì đừng ngại inbox ngay vào fanpage của The Phạm Anh Kỳ để tiến hành order nhá. Mọi thứ thủ tục rất đơn giản thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi và lắng nghe video này, và xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.